Xin chào quý vị các bạn. Đã bao giờ các bạn thấy chiếc Yaris màu đen chưa? Vâng, và hôm nay thì đây, là ngay trước mặt chúng ta. Một chiếc Yaris màu đen phiên bản 2019 mới xuất xưởng gần đây. Và Yaris cũng là mẫu xe duy nhất trên thị trường. Một mẫu xe dành cho nữ giới và lại được sơn màu đen. Xe nhập khẩu nước sơn rất là sâu. Chiếc Yaris màu đen này thì thật ra là nó rất hiếm trên thị trường. Chỉ có khách hàng đặt trước thì nhà máy mới sản xuất. Yaris này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Toyota Thái Lan. Toyota Việt Nam sẽ nhập khẩu, phân phối qua các đại lý và chuyển xuống tay khách hàng. Phiên bản Yaris màu đen này đang được niêm yết ở mức giá là 650 triệu và sẽ đi kèm chương trình khuyến mại khoảng 30 đến 40 triệu tùy từng thời điểm. Xe được trang bị đầy đủ cảm biến lùi, tuy nhiên thì chưa có sẵn camera lùi, cái này thì chúng ta trang bị thêm, mất khoảng tầm 1 triệu đồng gì đó. Về cơ bản thì Yaris này cũng được trang bị khá là đầy đủ những option, ví dụ như DVD, camera lùi, ghế da này. Đấy, đây là phía đằng sau của chiếc xe, anten đuôi cá, đèn báo phanh dạng LED đặt ở trên cao để cho các xe sau dễ quan sát. Chiếc Yaris này các bạn nhìn trên hình thì tưởng nhỏ thôi, nhưng mà thực tế ra bên trong, khoang bên trong rất là rộng rãi. Bản chất của chiếc Yaris này chính là một chiếc Vios sedan. Thật ra ở bên Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác ấy, thì cái phiên bản Yaris người ta có cả tùy chọn sedan nữa, và nó giống hệt như cái xe Vios của mình. Đây là cái phần đầu xe thì các bạn thấy nó cũng không khác biệt gì so với Vios đâu. Mỗi cái mặt ca lăng kia nó thiết kế khác một chút thôi. Còn lại toàn bộ hệ thống đèn cũng là đèn dạng bóng chiếu này, halogen cho ánh sáng vàng. Đèn chiếu xa thì là dạng halogen phản xạ đa hướng để cho cái quần vùng chiếu sáng nó rộng hơn. Đèn sương mù thì cách điệu hình chiếc lá và cũng được trang bị đầy đủ cả đèn LED ban ngày. Hệ thống đèn chiếu sáng của Yaris này thì được trang bị sẵn hai công nghệ khá là lạ, đó chính là hệ thống đèn chờ dẫn đường following home. Có nghĩa là các bạn khởi động nó lên thì sau khi tắt máy, đèn sẽ vẫn sáng 30 giây và để soi đường cho chúng ta về nhà. Cái tính năng thứ hai đấy là tính năng bật tắt đèn pha tự động. Cái này thì không lạ này. Nhưng mà cái following home, đèn chờ dẫn đường thì không phải mẫu xe nào và hãng xe nào cũng được trang bị. Tổng thể của chiếc Yaris này thì khá là hài hòa. Thực tế ra thì cái màu Yaris màu đen này cũng xe cũng không có nhiều. Một chiếc xe xác định là dành cho nữ giới và sơn cái màu đen này thì tôi nghĩ là rất là lạ. Nội thất màu vàng be, ghế da, hàng ghế sau này thì rất là rộng. Trần nỉ màu đen, ghế da thì màu vàng kem, nguyên bản theo xe. Nếu các bạn có muốn đổi màu nội thất thì chúng ta sẽ mất chi phí khoảng tầm 20 triệu thì nó sẽ có một bộ ghế da màu sắc khác tùy chọn và chất liệu thì y như thế này. Đấy, các bạn thấy rất là rộng luôn, ngồi rất thoải mái. Còn đây là cái khoang cabin này. Yaris cũng đã thay đổi khá nhiều so với mẫu cũ khi mà cái màn hình này lớn hơn này. Và đặc biệt là có hai cái giải chrome kia nó vuốt, làm cho chiếc xe cảm giác nó cứng cáp hơn trước rất là nhiều. Xe được trang bị sẵn đèn nổ start top này, điều hòa tự động, màn hình DVD 7 inch đi kèm với 6 loa. Chiếc Yaris này rất là an toàn, được trang bị sẵn tới 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và có cả hỗ trợ lực phanh điện tử nữa. Chiếc Yaris này cũng là chiếc xe đầu tiên phân phối tại thị trường Việt Nam mà đạt tiêu chuẩn 5 sao ở châu Á, viết tắt là NCAP ấy. Yaris này sử dụng động cơ 1.5 lít đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, rất là tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Và chính chiếc Yaris này là mẫu xe mà có cái chi phí vận hành và bảo dưỡng trong 5 năm là rẻ nhất của Toyota, thậm chí là còn rẻ hơn cả Vios mặc dù nó là xe nhập. Chiếc Yaris này thì đang được niêm yết là 650 triệu.
Ngoại trừ chương trình khuyến mại thì chúng tôi còn có thể hỗ trợ cho các bạn trả góp tối đa lên đến 85% giá trị xe nữa. Tức là chỉ cần chuẩn bị trước khoảng 15% giá trị xe, cộng với chi phí đăng ký, đăng kiểm. Nếu mà ở Hà Nội thì các bạn chuẩn bị trước khoảng 200 triệu, còn ở tỉnh thì chuẩn bị trước khoảng tầm 170 triệu là chúng ta đã có thể nhận được xe rồi. Lãi suất thì rất là ưu đãi thôi, 6 tháng đầu thì có 6,99%. Các tháng còn lại thì rơi vào khoảng tầm 0,8-0,9% một tháng. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe này, xin vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới, gặp Nghĩa 0971 054 888 để biết thêm chi tiết và có giá tốt nhất. Xin cảm ơn ạ.